Chào bạn, bắt đầu từ năm 2023 thì mình thấy là có một cuộc cạnh tranh nhau rất gay gắt trong các hãng điện thoại di động. Đó chính là xu hướng điện thoại tầm trung càng ngày càng cao cấp hơn. Cụ thể hôm nay mình có Oppo Reno 10 5G có mức giá là 10 triệu đồng và Oppo Find 6 Pro có mức giá khoảng 30 triệu đồng. Và mình sẽ cho bạn một số minh chứng về cái xu hướng trên. Chào các bạn đến với OFAZ, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Đầu tiên, nếu như mình để hai máy như thế này á thì bạn biết đâu là màn hình của máy 30 triệu và đâu là màn hình của máy 10 triệu không? Chắc chắn là không biết đúng không? Bởi vì cả hai máy gần như là tương đồng nhau. Máy 30 triệu có 4 viền màn hình cực kỳ mỏng, đặc biệt là phần viền dưới, thì máy 10 triệu, cụ thể là Reno 10 5G cũng y như vậy luôn. Mà nhờ đó, người dùng vừa trải nghiệm là thích ngay, thậm chí chỉ vì phần màn hình đẹp như thế này thôi đã chiếm được 50% quyết định mua hàng của người dùng rồi. Công nghệ bên trong của máy tầm trung cũng được thừa hưởng khá nhiều từ máy cao cấp, đặc biệt là những điểm hữu dụng nhất mà người dùng cần. Ví dụ như là tần số quét cao lên đến 120Hz để mượt mà hơn nè, như là chơi game hay lướt web cũng sẽ mướt mắt hơn, hay là màn hình 1 tỷ màu vừa đẹp vừa sống động cũng là một ưu điểm lớn mà người dùng rất thích. Nói chung, ở thời điểm hiện tại khi xu hướng xem video lên ngôi á, thì một màn hình đẹp chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích dành cho người dùng. Mặt trước đã cong như thế này rồi, mà mặt sau cả hai máy cũng làm cong như nhau luôn. Và mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa là Oppo Reno 10 5G chỉ ở phân khúc tầm trung thôi. Điều này mình đánh giá rất cao vì nếu như cầm điện thoại mà các bạn không thoải mái á, thì sẽ khó sử dụng trong một khoảng thời gian lâu dài được. Đặc biệt là Reno 10 5G ở phân khúc tầm trung với mức giá là 10 triệu đồng nhưng mà có đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là mỏng, thứ hai là nhẹ và thứ ba là mặt lưng bo cong, cho nên cầm nắm thì rất là ôm tay. Ngoài ra, về đồ hoàn thiện thì mình cũng thấy là khá chất lượng, dù không bằng so với máy 30 triệu là Find 6 Pro được, nhưng ít nhất là các khớp nối cũng được làm liền lạc với nhau và không có bất kỳ một khe hở nào. Hay là đường vách cắt kim cương thì có chi phí hoàn thiện khá cao nên thường chỉ xuất hiện trên những máy cao cấp, thì nay nó cũng đã có mặt ở trên mẫu điện thoại Reno 10 5G này rồi. Mình đã xem rất nhiều những khảo sát của người dùng tại thị trường Việt Nam về camera phone rồi, và họ quan tâm đến 3 điểm khi mua một chiếc điện thoại có camera đẹp như sau. Thứ nhất đó là chụp người phải đẹp, da mặt được làm đẹp sẵn và không cần phải chỉnh sửa nhiều. Thứ hai là chụp chân dung tốt, xóa phông chính xác và nổi bật được chủ thể. Thứ ba là camera đa dạng từ góc rộng, góc siêu rộng cho đến góc hẹp, vân vân. Thông qua 3 điểm trên thì các bạn có thể thấy là xu hướng của người dùng về camera phone càng ngày càng mì ăn liền. Họ muốn gì, họ sẽ chụp nấy, và chụp xong thì phải có ảnh đẹp ngay. Với máy cao cấp từ 30 triệu đồng thì chắc chắn là có rồi, thậm chí còn làm tốt nữa. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong phân khúc, Oppo làm được cả 3 điểm trên nhờ thuật toán làm đẹp bằng AI. Ảnh chụp gương mặt là được làm đẹp sẵn luôn mà không mất đi chi tiết quan trọng như là mí mắt, xương quai hàm hay là sống mũi, vân vân. Chụp chân dung thì khỏi phải bàn vì Reno có định vị là chuyên gia chân dung, chụp xong là có ảnh đẹp ngay luôn. Còn camera đa dạng thì máy có hẳn 3 ống kính từ góc rộng, góc siêu rộng và camera tele, bao quát hết các nhu cầu mà người dùng cần. Ảnh chụp ra sao thì mình đã để ở trên để cho các bạn thấy rồi. Tóm lại, về camera thì Reno 10 5G đang là một trong những camera xuất sắc nhất ở trong phân khúc tầm trung này. Reno 10 5G có mức giá 10 triệu đồng, Find 6 Pro có mức giá 30 triệu đồng, nhưng cả hai chiếc máy này đều có chung một viên pin là 5000 mAh. Ngoài ra, cả hai đều có công nghệ sạc nhanh, với Find 6 Pro là siêu vốc 100W, còn Reno 10 5G có công nghệ sạc tương đương nhưng ở mức là 67W. Điện thoại này có mức giá gấp 3 lần so với Reno 10 5G nhưng mà sạc đầy trong vòng 30 phút. Reno 10 5G có mức giá bằng 1/3 so với Find 6 Pro nhưng mà sạc đầy trong vòng khoảng hơn 40 phút một tí. Như vậy, cách biệt nhau khoảng hơn 10 phút nhưng mà mức giá nó lại trên nhau tận 3 lần như vậy, thì các bạn có thể thấy là điện thoại tầm trung đang ngày càng cao cấp hơn đúng không? Tóm lại, dựa vào những so sánh thú vị trên giữa Reno 10 5G và Find 6 Pro thì các bạn có thể thấy được là điện thoại tầm trung đang có một cuộc cạnh tranh nhau rất gay gắt, và đặc biệt là ở trong phân khúc tầm trung cận cao cấp thì chúng ta sẽ có rất là nhiều yếu tố mà những mẫu điện thoại 30 triệu đồng khác đang được mang xuống những mẫu điện thoại tầm trung. Các bạn thấy như thế nào về chiếc Oppo Reno 10 5G này? Và năm 2023 các bạn có chọn chiếc điện thoại này hay không thì đừng quên comment phía dưới cho mình biết nhé. Và nếu như thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe để động viên mình.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.